Hải Thường chào cả nhà nhé. Cô Hải Thường đi hái thu đủ này, thu đủ để ngâm với mật ong cả nhà này. Đó, thích không cả nhà? Đó. Cành rất là mập mạp luôn cả nhà nhé. Tuyệt vời lắm cả nhà. À, trồng rất là được nhiều. Rất là được nhiều luôn, vì vườn rồng cả nhà. Vườn rồng cho nên là mỗi lần ra vườn là đủ thứ loài cây luôn cả nhà. Cả nhà này, tuyệt vời chứ cả nhà này, tuyệt vời chứ. Vườn nhà cô Hải thì rất là nhiều loài cây luôn đấy cả nhà. Cái này cái bóng, cái này cái bóng để dệt vải cả nhà này, cái bóng để dệt vải đó cũng gây vùng ở đấy đấy là đó. Ok luôn, tuyệt vời luôn. Lịa rất là tốt luôn cả nhà, lịa tốt thế rồi luôn cả nhà này. Đó. Khoai sò cả nhà, khoai sò này đến mùa chắc là bùi mới bùi nậy, củ thì có lẽ thối rơi luôn đó cả nhà, củ có lẽ là đào một bùi chắc một rã củ luôn đó cả nhà. Khoai sò mà hầm sướng các loài với nấu cánh tuyệt vời luôn cả nhà, với là mứt cũng ngon, tuyệt vời luôn cả nhà nhé. Vườn nhà cô Hải khác chỉ là cái rừng thú nhỏ mà cả nhà, chứ không có cả. Khoai sạp tím như thì luộc rất là bột cả nhà này. Đó. Mía mềm này ăn rất là tuyệt vời, ok luôn cả nhà nhé. Cả một vườn cây đủ thứ luôn cả nhà, đủ thứ luôn. Chiều ra vườn rào đủ thứ cây rừng luôn đó cả nhà, rất là vui. Chào cả nhà nhá.